diễn viên Quốc Tuấn ủng hộ nghệ sĩ Lê Duy Mạnh ra địa than. Diễn viên Quốc Tuấn và nhiều nghệ sĩ khác đã đến ủng hộ nghệ sĩ Lê Duy Mạnh ra địa than và album Cô Đơn. Diễn viên Quốc Tuấn cho biết, con trai của mình là Bum đang theo học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên anh có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Lê Duy Mạnh. Lê Duy Mạnh là nghệ sĩ tài năng và dành nhiều đam mê cho saxophone nên tôi rất trân trọng và ủng hộ mỗi khi cậu ấy ra sản phẩm âm nhạc, diễn viên Quốc Tuấn nói. Cô Đơn là bộ đĩa than, LP và CD với các tác phẩm nổi tiếng, Dư Âm, Nguyễn Văn Tý, Cô Đơn, Tình Yêu Đến Trong Dã Từ, Nguyễn Ánh Chín, Bây Giờ Tháng Mấy, Từ Công Phụng, Hoài Cảm, Cùng Tiến, Nỗi Lòng Người Đi, Anh Bằng được thực hiện công phu, tâm huyết của nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh. Lấy chủ đề là Cô Đơn, nghệ sĩ Lê Duy Mạnh chọn cho mình dòng nhạc xưa trữ tình, vốn là sở trường của anh. Những tuyệt phẩm về tình yêu vừa trong tiếng kèn nồng nàn và đầy khắc khoải của Lê Duy Mạnh đưa khán giả vào những cung bậc cảm xúc của tình yêu, sự chia ly và nỗi nhớ nhung da diết. Dù mỗi một tác phẩm là một cung bậc khác nhau nhưng tất cả đều có chung một trạng thái, sau đó là sự cô đơn sau mỗi một cuộc tình. Lê Duy Mạnh đang hạnh phúc, tại sao lại lấy tựa đề cho sản phẩm là Cô Đơn? Trước thắc mắc của Vietnamnet, anh trải lòng, người nghệ sĩ nếu không cô đơn sẽ không thể viết được những tác phẩm hay. Khi tôi sản xuất đĩa này, bà xã hỏi sao không đặt tên là Cô Đơn, tôi thấy cũng hợp lý. Thực ra trong cuộc sống chúng ta ai cũng có lúc cô đơn, nhưng đó chính là hạnh phúc, nghệ sĩ Lê Duy Mạnh nói. Với bộ đĩa Cô Đơn, Lê Duy Mạnh ngoài việc định hướng màu sắc âm nhạc, chọn chủ đề và tác phẩm, anh còn kiêm luôn vai trò nhạc sĩ hòa âm phối khí, nhà sản xuất âm nhạc. Những nghệ sĩ cộng tác với anh đều uy tín trong nghề như hai nghệ sĩ piano Hà Lê, Nguyễn Hiền Đức, nghệ sĩ guitar là Nguyễn Hữu Hiệp và Hoàng Xuân Tùng, nghệ sĩ contrabass Nguyễn Minh Đức, nghệ sĩ drums Lê Việt Hùng. Lê Duy Mạnh cho biết mặc dù mình là người phối khí nhưng thực sự có những bản hòa âm trong lúc thực hiện thu âm lại nảy ra ý tưởng mới và cùng anh em, ban nhạc trao đổi, góp ý. Vì thế một số bản phối khí trở nên hay và độc đáo hơn. Phần mastering được thực hiện tại Mỹ và in ấn ở Nhật Bản. Lê Duy Mạnh hiện là giảng viên saxophone gia khoa gia Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là một trong những nghệ sĩ saxophone được nhiều người yêu thích hiện nay. Cũng là người học gia, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng hiện là một trong những người đắt show ở Hà Nội bởi làm nhiều chương trình lớn như Live Insert của Tùng Dương, Hà Anh Tuấn. Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh có khi nào nghĩ đến việc tham gia phối khí, các ca khúc để mở rộng thị trường âm nhạc thay vì chỉ tự phối khí và chơi tác phẩm do mình làm? Trước câu hỏi của Vietnamnet, anh thẳng thắn, tôi tự học phối khí chứ cũng không chuyên sâu. Tôi chơi được một chút piano, luôn muốn làm điều gì mới mà tự mình tạo ra. Nguyễn Hữu Vượng là một người nghệ sĩ rất thành công, học cùng tôi và Hoàng Tùng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vượng không chọn con đường giảng dạy như hai chúng tôi mà đi biểu diễn và hòa âm phối khí cho những show lớn ở Việt Nam. Tôi nghĩ sản phẩm làm ra phải thỏa mãn mình là chính, phải tốt mới đưa ra công chúng. Với nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ chúng tôi sau này rất muốn có những sân chơi, cơ hội để tiếp xúc với các nghệ sĩ lớn ở nước ngoài và Việt Nam. Nếu có cơ duyên hợp tác trong một dự án nào đấy tôi rất sẵn lòng. Quan trọng là tôi rất muốn đưa tiếng kèn của mình vào dự án đấy. Anh Phương Ảnh, Việt Nhã.